Nhưng Đông Sơn chúng ta có hơn 1.000 quân đệ, sao lại không dám chứ? Bây giờ phải đi cứu đệ ấy. Cao cao, tên Hồ Dương Báo đó là con cháu ruột thịt của danh tướng Hồ Dương Tán, có thể một tay dùng gậy mà đánh rất tốt. Cao cao, nếu tên đột phá chỉ sợ gặp sự cố bất ngờ. Thế để thấy thì cả hai quân đệ trong sân trại chúng ta cùng ra tay. Đúng, ta cũng nghĩ vậy đó. Chúng ta cùng đi đâu? Được, quân đệ cùng xông lên, cùng xông lên, xông lên. Không được. Vương sư, sao ngươi lại đến đây? Công Minh huynh đoán rằng các vị hảo hán đi sẽ hành động lỗ mãng, nên để ngùng dùng đến đây chuyên ngăn các ngươi. Đây Bổ Dương đã cưỡi lên đầu sái gia ta rồi, mà thiếu tiền đại tiện. Quân đệ chúng ta cùng chung tay góp sức để giết hắn. Vương sư, ngươi đừng nên ngăn cản. Phạm là lường trước được thì thắng, không thì thua. Đầu lĩnh sơn trại trước đã làm mất đi cơ hội tốt nhất. Lúc này tên Hồ Dương Báo chuyển thể đang hương dự, chúng ta không thể nào trực tiếp đọ sức cùng hắn, vậy ta sẽ nghe lời của sư. Nhưng bây giờ thì chúng ta phải làm sao đi? Ta đã nhờ công minh huynh ấy dàn chặn lại Hồ Dương Báo ở dọc đường đi cứu Lý Trung huynh đệ. Họ đi cứu ca ca của ta. Thật thể công minh huynh chỉ có chút binh lính, đâu có thể nào địch nổi đại quân của Hồ Dương Báo. Không được, ta gia ta phải đi cứu hắn. Sư phụ yên tâm đi. Trước đây công minh ca ca đã từng vài lần giao đấu với Hồ Dương Báo rồi, rất hiểu được đi nước bước của hắn. Huống hồ Ngô Dụng đã từng nói với công minh huynh, để hắn nhanh thắng nhanh thì thuận lợi thì đánh, không thuận thì bỏ chạy. Vương sư, nhưng phải ở Thanh Châu này, công minh huynh lỡ gặp sự cố bất ngờ gì, đồng huynh đã không dễ dàng tha cho hắn đâu. Các người đừng cản, ta ra ta đi cứu hắn ta. Sư phụ à, hãy ráng chờ thêm chút nữa đi, đừng dội. Công minh huynh lúc này đang hướng về Nhị Long Sơn, để lúc huynh ấy đến thì cùng tính kế có cách hành sự. Bất luận công minh huynh có thuận lợi thế nào, huynh ấy có nghĩa khí là Chu Thông ta bái phục rồi. Chu Thông ta nhiều cái đầu rơi máu chảy cũng phải báo đền ân tình đi. Trước đây chỉ nghe danh của Tống Giang, bây giờ thế mới hiểu được. Được, sá gia ta sẽ ở đây đợi hắn một lúc. Quân sư, sức khỏe của người những gần đây hồi phục thế nào rồi? Cảm ơn sư phụ lo lắng, vết thương của tiểu sinh đã đỡ nhiều rồi. Mau 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 ngồi đi. Quan chính hiền đệ, để hãy bảo vệ lấy Hồ Dương Báo. Dân, Dương Anh, Tống Lượng, hai vị huynh đệ, các ngươi hãy đi đấu với chúng. Dân, toàn quân binh mã nhiều, các ngươi chỉ có thể rút lui. Nếu không luận thời thuận lợi thì hãy nhanh chóng rút lui. Các ca yên tâm. Mau đến cứu ta, đến cứu ta. Họ Dinh, hãy ra gậy của ta. Mau đến cứu ta. Mau đến cứu ta. Đánh bật tiêu. Come on.
tên mập kia ở đây không thể đánh lâu được. Mà rút lui, nhanh lên, rút lui, nhanh lên. Được thôi, tập ra ngoài đi nào. Kaka, tiểu đệ biết sai rồi. Kaka, có vấn đề vẫn còn đang ứng chiến. Chỉ tình Hồ Dương báo đó, chúng ta phải đi tiếp ứng thôi. Dương Anh hiện đệ phải tuyệt đối cẩn thận. Các gia ngươi sẽ gặp lại ở Nhị Long Sơn. Dân, phóng lượng, hãy chăm sóc cho Kaka. Dân, Kaka bảo trọng. Hồ Dương báo. Qua đi. Dạ không thế này, mà ngươi dám đến cứu người hả? Ông của ngươi chẳng có công phu gì để đấu với ngươi. Ông đợi ngươi đến để cứu toàn dân hiền đệ. Có dân hiền đệ của ta đâu? Ngươi hãy nghĩ cách cứu bản thân mình trước đi. Ngươi đâu? Kéo hắn lại. Đừng, đợi đã. Ở đây chật hẹp. Ta còn thấy Diên Anh huynh đệ